chịu rủi ro và kiểm soát nội bộ. Cuối cùng là ông có một phần thứ ba là kiểm toán nội bộ. Ủa, trên cùng có thể bên hội đồng quản trị rồi. Đúng rồi, thuộc ban kiểm soát và không thuộc ban điều hành. Rồi rồi. Nhận diện, đo lường, theo dõi, kiểm soát. Đo lường. Cái này mình đi qua nhanh nhá, tại vì toàn chữ thôi. Rủi ro thị trường. Rồi chúng ta đến một cái tiếp theo, rủi ro thị trường. Rồi, rất nhiều công cụ. Mình chỉ đi qua cái này thôi. Em cho nó tập trung đi. Đọc từ đấy giờ hơi chán. Rủi ro tín dụng. Đi qua chút. Rủi ro thanh toán. Quay lại chút đúng không? Mình đọc xem nhận diện rủi ro này, đo lường này, theo dõi và kiểm soát rủi ro. Có rủi ro thị trường nó phần rất nhiều cấp. Cho tín dụng cái theo như họ ghi nhận rủi ro thanh toán, ro thanh khoản. Rồi rủi ro pháp lý, rủi ro ghi nhận thôi. Rủi ro con người, rủi ro hạ tầng kết nối bên thứ ba. Kế hoạch hoạt động quản trị rủi ro 2021. Thực ra thì VNX cái quản lý vận hành hệ thống của họ trên quy mô đó mình thấy là tương đối ok, chỉ trừ cái việc là khách đông quá bị lag thôi, đơ thôi, nhưng mà còn lại thì đều thấy ok. Như vậy là cũng đã gần hết rồi, chúng ta sắp sang báo cáo chính nơi rồi. Học với bền vững nha. Rồi, cái này hơi hơi khẩu hiệu chú của đông thị phần môi giới. Anh quanh khoảng ra đây khoảng 700 đúng không? Thế là ok rồi, mặc dù không thể vượt mạnh như VPS, VPS phá giá, cạnh tranh bằng giá. Công nghệ rồi chấp nhận rủi ro lớn của VNX thì hoạt động vẫn vậy, đúng không? Mọi thứ theo như mình theo dõi 2-3 năm nay thì quy trình hoạt động liên quan đến hoạt động môi giới vẫn vậy, vẫn thế thôi, đúng không? Mọi thứ đang ok. ROE họ bảo là bao nhiêu đây, cao nhất đúng không? Hình như là chẳng biết có đúng không, mình check lại cái mình là ROE thôi, đúng rồi, mười ở đây ROE là khoảng 19, không không bằng tay được, tay đỉnh cao rồi. Chúng ta không thể bằng Techcombank được. Thực ra trong các hoạt động này thì bây giờ thì VPS được coi là thị phần lớn nhất, đúng không? Lợi nhuận lớn nhất lại là Techcombank, đúng không? Chứng khoán chứ không phải là SDI.
mặt 2020 đi. Đúng rồi, đỉnh cao. Bên đây chỉ là thứ hai thôi, nhưng mà tất nhiên là sẽ bị với lại TCBS người ta bỏ xa. Họ đi một hướng rất là khác biệt, trái phiếu dựa trên hệ thống ngân hàng cực mạnh là Techcombank phân phối các cái sản phẩm trái phiếu. Rồi, bên hoạt động. Thực ra về mặt nhân sự thì mình thấy là trong trong 1 2 năm gần đây đúng không, biến động rất mạnh đúng không? Các công ty phía dưới đúng không, bao gồm cả VPS và các công ty nước ngoài thì người ta đã dùng chính sách về cả về phí với khách hàng đúng không, cả về hoa hồng với môi giới và các chế độ khác đúng không? Hệ thống nhân sự chất lượng rủi ro lớn hơn, người ta đã thu hút rất nhiều nhân sự, nó chắc chắn là việc này sẽ bị đi rất nhiều người. Ở đây thì chưa thấy là chưa ghi nhận được số người đúng không? Mình sẽ tìm sau đúng không? Rồi Dego, 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 đọc lại thôi. Rồi, thuế đối với nhà nước, cái này thì đương nhiên là phải tuân thủ rồi. Kể cá nhân thế luôn, mình nghĩ thu nhập cao hơn đúng không? Chúng ta phải tuân thủ. Nên quay mình tìm cách trốn hoặc là lách. Như vậy ai cũng thế thì không ổn. Quy trả tim VND. Biết còn gì không, hình như là sắp sắp hết rồi. Buổi tới thì chắc là sẽ cố gắng là có thêm được một cái dữ liệu về liên quan đến đến gì nhỉ, liên quan đến cái dữ liệu về các công ty chứng khoán này thôi thôi, nhưng mà đại khái là có thêm dữ liệu về tài sản đúng không, chúng ta sẽ có dữ liệu về tài sản, có dữ liệu về giá trị giao dịch của các giá trị giao dịch tuyệt đối đúng không? Của các công ty chứng khoán, rồi thậm chí cả một vài thông số khác đúng không? Của 14 công ty chứng khoán này. Mình sẽ cố gắng như vậy, 13, 14 gì đấy, 14 rồi, đúng không? Có tiếng Việt là tiếng 14. Để chúng ta có những cái đánh giá nó đầy đủ hơn đúng không? Năm ngoái thì có vụ thay đổi giám đốc đúng không? Bạn Giang nghỉ, anh Quỳnh vào. PTI quyết định miễn nhiệm vị giám trưởng, vậy năm ngoái thay thay máu đúng không? Như vậy là năm ngoái có cả hiện tượng là 10 đúng không, thay cả giám đốc và kế toán trưởng, thay đổi rất lớn. Tuy nhiên có thể định hướng không thay đổi đúng không? Định hướng thì vẫn là do chủ tịch thôi. Chủ đúng không? Rồi. Hoạt động của tiểu ban đúng không? Này đâu cũng có. Và kiểm soát đúng không? 3 người thôi. Rồi, thù lao đấy chắc là không bao nhiêu đâu, ghi tưởng chừng thôi. Mấy triệu đối với công chủ thì không quan trọng. Rồi của quỹ. Ok rồi, nhưng mà chúng ta đã tạm thời hết cái phần này rồi. Chúng ta sẽ còn 2 phần là liên quan đến đại cổ đông và các câu thảo luận đúng không? Và các thông tin đúng không? Và báo cáo chính. Ở đây chắc là mình xem qua chút đúng không, trước khi chúng ta đóng cái buổi hôm nay, xem vào đây như nào nhé, đi qua chút đại cổ đông đúng không, hôm nay buổi cũng còn ngắn thôi, họp hôm 19 tháng 3 đúng không, như vậy là cũng khoảng tầm 3 tháng rồi, gần 3 tháng rồi. Rồi anh ký tên
Điêu Ngọc Tuần, thỏ hiếm. Rồi chúng ta đi qua xem cái đảo Cổ Đông này có quái gì. À rồi rồi rồi, đây đây đây, đây chính là vụ chuẩn bị làm vừa rồi này, chuẩn bị đây. Theo dự kiến thì là ngày một tuần nữa đúng không, ngày 11 tháng 6 sẽ là ngày chốt danh sách phát hành thêm 11 giá 14.5, và ngày không ủng quyền chính là ngày mùng 10, tức là sau đây thứ thứ năm tuần sau đúng không, chính là ngày chia giá. Như vậy là chúng ta sẽ cùng theo dõi đúng không, trong vòng một hôm tới xem giá cả biến động như nào đúng không? Dự kiến là sẽ biến động cực mạnh. Chúng ta có thông tin rồi, hôm nay bắt đầu vào đến đại của đồng nha. Tất nhiên là mình sẽ xem đâu xem đúng không, hôm nay có thể kết thúc sớm, không nhất định là phải đọc hết cả cái này đúng không? Rồi đúng không, phát hành thêm một vụ rất lớn. Một một đúng không? Giá 14.5 ngày ngày chốt đúng không, 11 tháng 6 đúng không? Ngày không ủng quyền thì trước đấy một ngày huy động là khoảng 3.100, như vậy là nếu làm nhanh đúng không, với đây cuối năm nay hoàn toàn có thể sẽ có vốn chủ khoảng 9.000 đúng không, rất cao, bao gồm cả lợi nhuận trong năm nữa. Như vậy sau phát đấy thì chắc chắn là củng cố được cái vị trí dẫn đầu rồi đúng không. Hôm nay thì đây nó đây giấy chứng nhận này, nó chắc chắn là của Ủy ban chứng khoán nhà nước rồi, rồi. Có 90 ngày để làm đúng không, ông Sơn ký. Ok rồi đúng không? Mình đi tiếp đúng không, theo như một cái kế hoạch mà họ đang trình bày đây đúng ta, đọc luôn cái thông báo đi để chúng ta 3.110 tỷ, và cái kế hoạch phanh thêm này nó sẽ xảy ra có mấy việc như này, là dùng cái margin là 40% vốn đúng không? Rồi chúng ta rồi giấy tờ có giá đúng không, hoạt động thị trường vốn đấy 20%, tiếp bảo lãnh đúng không? Bảo lãnh là 20%, rồi cuối cùng là chứng quyền đúng không? 30%. Rồi đúng không? Như vậy là chúng ta chứng quyền, như vậy đủ rồi, đủ rồi đúng không? Đúng 100% rồi. Thực ra cái điểm quan trọng nhất là vốn chủ đúng không, vốn chủ sẽ tăng mạnh. Mà một trong những hoạt động đang tốt nhất bây giờ chính là cái margin đúng không, margin cái nợ là được quyền gấp hai vốn chủ, cái quan quy định cực kỳ quan trọng của nhà nước. Quy định nếu mà nâng được vốn chủ lên thì dễ rồi đúng không? Thậm chí là trong quy định margin thì chẳng hạn như là bạn thấy Hòa Phát rất ok đúng không, nhưng vốn chủ của VNDAX 31 tháng 12 2020 chỉ có mỗi 3.800 thôi, thì nó có mấy quy định liên quan đến cái này. Ví dụ chẳng hạn như là một khách hàng hình như là không được quá 3% vốn chủ, trong khi có rất nhiều khách VIP người ta có tài sản 100-200 tỷ là chuyện bình thường. Như thế thì người ta đã bảo là vốn chủ ông bé tôi về lại phải chia 2-3 tài khoản đúng không, nó không tiện. Đấy. Thứ hai là ví dụ chẳng hạn như là cái zoom cho một mã đúng không, là không được quá 10% vốn chủ. Thì ví dụ chẳng hạn như là VNDAX có vốn chủ là 3.800 thì một mã ví dụ như Hòa Phát đúng không, được coi là rất là chắc chắn và không thể sàn liên tục được, thì
chỉ được cho vay là 380 tỷ thôi, và nếu mà theo giá Hòa Phát bây giờ là khoảng 50 54 đi đúng không? Tính ra đâu đó là khoảng 6 7 triệu cổ thôi đúng không? Như vậy là chắc chắn là khả năng hết hết giới hạn cho các mã lớn là rất cao. Cho nên là nếu vũ trụ lớn thì mọi hoạt động đều dễ, mọi hoạt động đều dễ, xoay sở cũng dễ hơn. Cái này mình sẽ cập nhật lại nhá, vài quy định. Nhưng có mấy quy định mình thấy quan trọng là không quá 10%. Cái mình thấy công ty chứng khoán rất hay mắc không quá 10% vốn chủ cho một mã chứng khoán liên quan đến mua gì. Yêu chủ viên khách 3.800 thì chỉ được 380 tỷ thôi đúng không, kể cả ông là MB là Hòa Phát là ít rủi ro đúng không, là ngon lành là viên 10 lớn chăng nữa thì đến đấy là hết đúng không, không thể làm loạn được. Nên nếu mà chúng ta cuối năm nay với vốn chủ lên thành 8.000 9.000 đúng không, một mã là 8 900 tỷ, nhưng mà nó khác bọn hẳn hoàn toàn rồi đúng không. Vậy là chúng ta đang ở trang trang 8, mình nghĩa qua xem còn có gì không. À, đây là các phụ lục khác đúng không. Vậy chúng ta đến trang 10, khả năng hôm nay chắc là mình sẽ tạm dừng đây đi đúng không, buổi tới sẽ cố gắng giá hết cái con này của đồng nó, đồng thời là chúng ta cũng trong mấy hôm này mình cũng sẽ nhập liệu thêm một chút đúng không, để chúng ta có thêm mấy dữ liệu mổ mổ gái đúng không, vừa rồi được thanh khoản đúng không? Kỷ lục bây giờ một ngày hơn 30.000 tỷ cả ba sàn là bình thường đúng không, cực kỳ bình thường rồi, rất ok ok nhỉ.